Dạ cảm ơn rất nhiều. Con biết bây giờ là trưa rồi nhưng mà lên chùa hát một bài con thấy cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nên con xin thầy cho con làm bài nữa. Dạ. Con là thật sự luôn là rất là thích hát. Nên là đến chùa mà khán giả dễ thương như thế này mà đi hát con bài đi về, trong lòng thấy hối hận lắm, cảm thấy không chịu nổi. Nên là xin quý vị Phật tử, quý vị xin thầy cho một bài nữa nha. Dạ. Con xin gửi tặng một bài hát này là ca khúc này sắp phát hành, 3 ngày nữa phát hành thôi. Ngày 30 tháng 3 này có phát hành ca khúc này. Bài hát này là bài nhạc nhạc người ta hát rồi, có ca sĩ hát rồi nhưng mà Thái hát lại thôi. Nhưng bài hát đó rất là thích, của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, gửi tặng cho Thái. Ca khúc này nói về nhân quả quý vị, nói về nhân quả nên là Thái thích bài hát những bài hát về nhân quả. Nên là ca khúc nào đó, bài hát này là nói về cuộc sống mà chúng ta là tranh giành đua lợi, bon chen so đo từng ly từng chút để kiếm tiền đúng không ạ? Nhưng mà đời người sống sinh ra một lần và chết một lần, không ai sinh ra hai lần chết hai lần hết đúng không ạ? Nên và là tiền cũng không bao giờ kiếm kiếm tiền mà đem theo được đâu quý vị. Chúng ta chết tới đâu thôi, đâu thêm đem được tiền đi đâu không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà tối ngày cứ tranh giành so đo từng ly từng chút. Đó, nên là một bài hát rất là hay của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, xin gửi tặng toàn thể quý vị. Ca khúc mang tên So Đo. Dạ, vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Mà lòng người sao đón được quá khó, kiếp nhân sinh trăm lần đó, hỏi lòng người sao tránh khỏi so đó. Mỗi chúng ta mỗi phận đời, nghèo hèn giàu sang đâu thể thay đổi, cũng sinh ra chung phận người, mà người trăm tuổi kẻ chỉ đôi mươi. Đừng so đo thiệt thua với đời, mười ngón tay khó che mặt trời, lời danh đông đầy rồi cũng vơi, giữ lại đứa chi khi lìa thế giới. Đường giàu sang người số kế chạy, đường dối gian lắm người trả vay, đường hoa thơm vạn kiếp đắm say, mà đường thật tâm vài kế thôi vậy. Phận đời nghèo hèn giàu sang đâu thể thay đổi, cũng sinh ra chung phận người, mà người trăm tuổi kẻ chỉ đổi mới. Đừng so đo thiệt thua với đời, mười ngón tay khó che mặt trời, lời danh đông đầy rồi cũng vơi, giữ lại đứa chi khi lìa thế giới. Đường giàu sang người số kẻ chạy, đường dối gian lắm người trả vay, đường hoa thơm bàn kiếp đắm say, mà đường thật tâm vài kế thôi vậy. Đừng so đo thiệt thua với đời,
mười ngón tay khó che mặt trời. Lời danh đông đầy rồi cũng vơi, giữ lại được chi khi lìa thế giới. Đường giàu sang người xô kẻ chạy, đường dối gian lắm người trả vay. Đường hoa thơm vạn kiếp đắm say, mà đường thật tâm vài kẻ thôi vậy. Đường hoa thơm vạn kiếp đắm say, mà đường thật tâm vài kẻ thôi vậy. Quá hạnh phúc, cảm ơn Phật tử rất là nhiều. Có một điều hứa mà thấy hứa hoài thầy mà chưa làm được, đó là mời ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Thầy thích ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, thầy muốn mời tới đây để giao lưu quý vị. Nhưng mà Phúc nó bận lắm quý vị, vừa quay phim vừa đi hát tùm lum hết, không có thời gian luôn. Nên là Phúc cũng hứa rồi sẽ một ngày gần nhất sẽ xuống thăm thầy cùng thăm Phật tử ở chùa mình. Dạ yeah. Dạ trước khi chia tay thì thầy cũng xin quý vị nha, 3 ngày nữa phát hành cái bài hát này nha, trên kênh YouTube Dương Ngọc Thái nha quý vị. Quý vị nhớ share và like và chia sẻ, đăng ký kênh Thái nha. Được không ạ? Dạ làm bây giờ thấy cũng làm thủ tục ha, là niệm Phật trước khi đi ha. Trước khi đi ăn như vậy, đi ra đi là đi chết. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dạ cảm ơn Phật tử.